Chào mừng các bạn đã đến với quán cà phê của Đông Đông TV để cùng chém gió và kể những kinh nghiệm quý báu của mình trong trận chiến với thị trường Forex. Trong đầu mình thì luôn luôn có một thắc mắc là ranh giới mong manh giữa việc khoe lãi và chứng minh với mọi người đang theo dõi kênh YouTube này rằng là phương pháp của mình đang sử dụng liệu có hiệu quả thật sự hay không. Theo bạn thì sao? Ý kiến của bạn về việc này thế nào? Hãy comment vào video này cho mình biết với nha. Còn đối với bản thân của mình thì mình không bao giờ có ý định khoe lãi rằng là hôm nay kèo này mình được bao nhiêu tiền, mang được bao nhiêu đô của bọn mẽo về cho đất nước, về cho bản thân. Mà là mình muốn show lãi và lịch sử giao dịch đàng con bà nó hoàng để cho các bạn thấy rằng là à, cái thằng này nó đánh được thật chứ không phải là thằng này mõm. Xem lại lịch sử rồi tua lại biểu đồ rồi làm video review như đúng rồi. Đấy chính là cái sự phân biệt rõ ràng nhất cho cái ranh giới giữa việc khoe lãi hay là chứng minh thực lực cho mọi người thấy rằng là bản thân của mình đang áp dụng có hiệu quả đây này. Mời mọi người vào xem. Bạn đừng có nghĩ rằng là việc show lãi hay là lịch sử giao dịch ra là một cái gì đấy nó khoe khoang, hay thậm chí việc đó là xấu, là việc không nên. Vì nếu không show lãi hay lịch sử giao dịch ra được thì không có gì đảm bảo rằng là phương pháp hay là cách đánh của bạn thật sự là có lãi. Bởi vì việc tua lại biểu đồ trên TradingView rồi nói hay, nói tài trên mạng cũng giống như cái việc bạn giải một bài toán nhưng lại mở đáp án ra xem trước kết quả rồi chép lại y hệt như thế. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì vì việc này ai cũng có thể làm được, kể cả một đứa học sinh lớp 9. Vì nếu mà nó dễ dàng như thế thì đã không còn nhiều người vẫn sấp mặt với thị trường nữa rồi. Cho nên rằng ấy, nếu bạn có lỡ thấy mình làm video mà mình luôn luôn show lệnh và giao dịch thực tế trên tài khoản thật và lịch sử giao dịch dài hạn thì mình mong rằng các bạn cũng hiểu vì sao mà mình làm như vậy. Đừng có lấy việc khoe lãi là xấu để biện minh cho việc khoe lãi, show lãi là sợ mọi người bị FOMO theo. Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Chúng ta đều là những người trưởng thành hết rồi, toàn là những người trên 18 hết rồi. Chúng ta nắm đồng tiền trong tay và chúng ta có quyền quyết định đồng tiền đó được đặt ở đâu. Ở trong mỗi chúng ta đều tồn tại các đặc tính thứ tự như sau. Thứ nhất, đó là sự được thể hiện bản thân. Sau khi thể hiện được bản thân xong rồi thì sẽ lấy được sự tôn trọng từ người khác. Và sau khi đã có sự tôn trọng rồi thì bản thân sẽ có thứ được gọi là reputation, tạm dịch là có sự danh vọng, có danh tiếng và được nhiều người biết đến và yêu mến. Không ai là không muốn những thứ mình vừa kể ở trên. Nó luôn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Và đó là những gì mình muốn nói với mọi người trong tập vlog lần này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và mình mong rằng các bạn sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn, quyết định đúng đắn khi theo học một phương pháp nào đó của bất kỳ ai trên mạng. Hẹn gặp lại các bạn vào vlog lần tới nha. Bye bye. Ok, trước khi vào kèo tiếp theo thì đây là cách bạn có thể xem bản thuyết trình về chiến lược cũng như cách mình sử dụng phương pháp ở đây. Bạn ấn vào mô tả của video, lướt xuống dưới một tí và ấn vào bio link và đọc ngay mục 1 và 2 như thế này.